Xin chào các bạn. Hấp ủ một thời gian đã lâu và hôm nay mình mới thực hiện được món bánh bột lọc trần như các bạn đã yêu cầu. Bánh bột lọc trần thường gọi là bánh bột lọc Huế nhân tôm, thì hôm nay mình sẽ chuẩn bị sẵn là 150g thịt băm dối. Thịt nạc vai mình sẽ băm dối hoặc là các bạn có thể sử dụng thịt ba chỉ. Đây là 100g tôm. Tôm mình đã bóc vỏ, rút chỉ lưng và chúng ta thái ra thành từng miếng vừa ăn nhỏ thôi. Hoặc là các bạn to quá thì các bạn có thể xẻ đôi con tôm và các bạn cắt ra chia làm đôi hoặc ba phần. Hành lá một mớ. Dụng cụ để làm bánh thì gồm có cái cây để lăn bột và một cái khuôn nhựa này để chúng ta tạo hình tròn. Chút nữa chúng ta sẽ gập cái bánh để cho nó đều. Trước tiên thì hành lá các bạn nhặt rửa sạch và chúng ta sẽ đập dập cái phần đầu. Chúng ta lấy phần đầu hành trắng thì chúng ta ướp vào cái phần tôm cũng như là thịt nhé các bạn. Các bạn làm nhỏ cái phần đầu hành này ra. Còn cái phần lá thì chúng ta sẽ cắt nhỏ ra. Chúng ta sẽ làm cái dầu hành hay là mỡ hành. Phần tôm và phần thì chúng ta ướp riêng. Mình sẽ cho phần tôm vào đây. Mình sẽ ướp vào đây nửa muỗng cà phê bột canh. Tôm thì mình cũng cho khoảng độ nửa muỗng cà phê nhé các bạn. Tiêu xay các bạn cho tùy thích, nhiều ít cho thơm. Tôm thì chúng ta sẽ cho khoảng một muỗng cà phê nước mắm. Và bên thịt cũng vậy, khoảng nửa muỗng canh hoặc một muỗng cà phê gì đó các bạn nhé. Ta trộn đều cái phần nhân lên. Riêng phần tôm này chúng ta ướp thì chúng ta sẽ cho thêm một muỗng cà phê màu dầu điều nhé các bạn, để cho cái phần tôm này chúng ta nó sẽ có màu đỏ đẹp. Khi vào chúng ta sẽ cho vào bánh thì nó sẽ có màu rất là đẹp. Vì ở bên này dùng tôm thịt, chúng ta đã bóc hết cái vỏ đi rồi thì chúng ta sẽ không có cái màu đỏ của cái vỏ con tôm. Giống như ở Việt Nam chúng ta dùng cái con tôm nhỏ, chúng ta rang cả vỏ thì nó có cái màu đỏ của con tôm thì rất là đẹp. Mà bên này chúng ta không có tôm có vỏ thì chúng ta sử dụng tôm thịt. Và chúng ta sẽ cho một muỗng cà phê màu dầu điều vào cái phần tôm này. Còn phần thịt thì chúng ta cũng trộn đều để cho thấm gia vị. Và mình sẽ cho vào đây một muỗng canh đậu hành, cũng như là phần bên tôm cũng thế nhé. Còn lại một chút xíu ở đây, chút nữa chúng ta phi thơm với cả phần thịt cũng như là tôm chúng ta xào riêng. Các bạn có thể sử dụng thịt ba chỉ băm hoặc là xay, tùy các bạn thích. Chúng ta xào nhân trước, sau đó chúng ta mới nhồi bột. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây một chút xíu dầu ăn. Mình cho vào đây chút đậu hành trắng. Chúng ta xào phần tôm trước. Đây là tôm mình đã cho cái màu dầu điều vào đây rồi nhé các bạn. Chúng ta ướp phần tôm này vào. Ướp phần tôm và chúng ta xào cái phần tôm này cho chín. Tôm chín chúng ta rút ra và cũng cái chảo đó chúng ta sẽ cho thịt vào. Chúng ta xào cho nhân cho chín lên. Khi thịt đã chín và chúng ta sẽ cho thêm vào đây khoảng độ một nửa muỗng cà phê bột năng nhé các bạn. Hoặc là bột mà các bạn để dùng làm bánh ấy, các bạn xúc một nửa muỗng cà phê các bạn cho vào cái phần thịt này.
để cho nó hút hết cái nước vào trong cái thịt và nó sẽ kết dính cái phần nhân thịt lại. Và như vậy thịt đã chín rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp và sẽ xúc phần nhân ra cùng với tôm để chúng ta nhồi bột chúng ta làm bánh. Trước khi để trộn cái phần bột này thì mình có lấy sẵn ra, ở đây là những cái bánh bột lọc nhân thịt bữa trước mình có làm và mình chưa có dùng hết thì mình để đông lạnh, và hôm nay mình sẽ lấy ra cho các bạn xem miếng bột lọc nhân thịt như thế này. Và tiếp theo mình sẽ không sử dụng hết cái phần bột năng này nhé các bạn, mình chỉ sử dụng 150g bột năng. Và chúng ta trộn cái phần bột này với 150g bột tinh khoai tây. Mình sẽ cho vào đây 150g. Cũng như là ở đây là tinh bột khoai tây, mình sẽ cho vào đây 150g nữa. Mình sẽ cân nó lên để cho cái lượng bột này nó đều nhau. Như vậy lượng bột đã đủ 150g bột năng và 150g bột tinh khoai tây. Và chúng ta trộn đều cái phần bột này lên. Mình sẽ cho vào đây một chút muối ăn, khoảng nửa muỗng cà phê muối ăn các bạn nhé. Ta đảo đều lên. Và một muỗng canh dầu ăn. Tiếp đến chúng ta sẽ cho vào đây là 300ml nước đun sôi. Các bạn đun sôi già nhé, sôi lăm tăm thì chúng ta sẽ bỏ ra, chúng ta cho vào đây. Đây là 300ml nước mình đã đun sôi sẵn. Và mình sẽ chế vào cái phần bột này. Các bạn đảo đều tay cho bột nó chín đều. Và bây giờ mình sẽ đổ phần bột này ra cái bàn này. Chúng ta cần phải nhồi bột cho nóng. Lúc này bột rất là nóng. Nhồi nhanh tay để cho bột nó nóng, nó chín cái phần bột này lại cho nó đỡ bị dính. Cứ nhồi như thế này khoảng độ 15-20 phút cho bột ấy, khi nào nó chín đều nó quyện vào với nhau thì thôi. Khi phần bột đã
năm đủ thời gian và rất là dẻo như thế này các bạn, khô không dính tay nhé các bạn. Thì bây giờ tạm thời chúng ta sẽ lấy cái ni lông này, chúng ta sẽ bọc cái phần bột này vào đây. Chúng ta sẽ cắt lấy một nửa cái phần bột này hoặc là 1/4 tùy các bạn chúng ta sử dụng trước. Còn chúng ta sẽ bọc lại như này cho cái phần bột bánh của chúng ta đỡ khô. Và mình sẽ cho một ít bột áo vào đây. Và như thế này. Các bạn dùng cái lăn bột, các bạn cán đều cái phần bột này ra. Phần bột ra và sau đó chúng ta sẽ lấy ra từng miếng để chúng ta bỏ cái phần nhân vào. Ta cho thêm một ít bột áo nữa. Khi bột đã cán mỏng như ý thì bây giờ mình sẽ lấy cái khuôn nhựa tròn này, chúng ta lấy cái lực tay chúng ta ấn nó xuống thành một hình tròn như này, và các bạn cứ làm thế cho đến hết cái phần bột và chúng ta được cái hình rất là dễ thương. Và bây giờ mình sẽ cho phần nhân vào đây. Các bạn có thể cho tôm riêng, hoặc là các bạn có thể cho tôm và thịt chung, hoặc là nhân thịt riêng, tùy các bạn thích. Và các bạn bóp cái phần miệng nó lại như thế này. Chúng ta được một cái bánh bột lọc. Nhân tôm đầu tiên. Đó, rất đơn giản không các bạn? Chúng ta được một cái bánh bột lọc nhân tôm đầu tiên và chúng ta để đây, và cũng như là nhân thịt chúng ta cũng cho phần thịt vào đây. Tùy các bạn cho thịt riêng một cái, hoặc là tôm riêng một cái, hoặc tôm và thịt chung nhau, tùy các bạn thích cho như thế nào các bạn cho. Và chúng ta đã được cái bánh bột lọc nhân thịt thứ hai, rất là tuyệt vời. Và chúng ta cứ làm lần lượt như thế cho đến hết cái phần bột này. Các bạn cán bột cho mỏng và sau đó thì các bạn sẽ dùng cái con nhựa này, chúng ta lấy cái bột ra thì 50 cái đều như cả 50 các bạn nhé, rất là tiện. Và đây là phần bột thừa chúng ta lấy ra. Và chúng ta lại vo chặt lại, chúng ta lại cất vào đây để cho nó đỡ khô. Và chút nữa chúng ta lại cán lại. Và chúng ta cũng sẽ làm lần lượt thế cho đến hết phần bột. Và đây là tất cả những cái miếng bột để chúng ta gói. Rất là tiện đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ gói hết cái phần nhân tôm và thịt vào đây nhé. Và sau đó chúng ta sẽ mang thì chúng ta sẽ hấp qua nồi hấp, chứ chúng ta không luộc. Chúng ta sẽ hấp khoảng độ từ 7 đến 10 phút là cái bánh của ta đã chín rồi. Đây là miếng bánh cuối cùng mình sẽ gói vào. Và khi các bạn bóp cái phần miệng này nó vào mà nó cái bột nó khô, nó dính cái bột áo khô, thì các bạn chấm tay vào cái bát nước lạnh, các bạn quệt cái phần nước vào bên trong cái vỏ bánh và chúng ta bóp cái phần miệng này vào cho nó dính như thế này. Và chúng ta đã làm xong một nửa phần bột, các bạn cho vào nồi hấp, chuẩn bị sẵn hai
cái khung hấp, hoặc là các bạn có một khung hấp thì các bạn tùy các bạn làm. Thì ở đây mình có lót một miếng giấy nến, và mình sẽ quệt phần giấy nến này vào một chút dầu ăn nhé các bạn. Ta quệt vào cái phần giấy nến này, và sau đó chúng ta đặt cái phần bánh bột lọc của chúng ta vào, chúng ta hấp thì nó khi mà chúng ta lấy bánh ra nó dễ dàng, nó không bị dính. Chúng ta cũng có thể quệt ra xung quanh cái phần nồi một chút. Và bây giờ mình sẽ xếp cái phần nhân này vào trong cái nồi hấp này. Và ở dưới đây mình cũng quệt thêm một lớp dầu nữa. Mình cho hết cái phần nhân tôm thịt này vào đây. Và đã xong. Bây giờ mình sẽ mang cái phần bánh bột lọc này đi mình hấp nhé các bạn. Phần dầu hành thì chúng ta bắt chả nóng, chúng ta cho vào đây. Lượng dầu nhiều ít tùy các bạn, nhiều bánh hay là ít bánh. Thì mình sẽ cho vào đây khoảng độ lưng một bát con dầu ăn. Cho một phần mỡ hành thì các bạn đun dầu nóng lên, còn cái phần hành thì các bạn cho vào hành một chút, một chút bột nêm hoặc là bột gia vị á, bột canh cũng được. Thì các bạn cho một chút bột vào đây, các bạn rắc vào trong hành như thế này và chờ cái dầu nóng lên thì các bạn sẽ đổ vào cái phần hành này để chúng ta trộn đều lên. Chúng ta lấy cái phần dầu hành nhé các bạn, để chút nữa chúng ta sẽ cho bánh bột lọc hấp chín vào trong cái dầu hành này thì nó sẽ không bị dính vào nhau các bạn nhé. Và sau đó chúng ta mới bày ra đĩa. Và đây mẻ bánh bột lọc nhân tôm đã xong, và mình đã cho cái phần bột lọc nhân tôm này vào trong cái bát dầu hành nhé các bạn. Và bây giờ mình sẽ gắp bày ra cái đĩa này. Bánh rất là ngon, rất là trong và màu sắc rất là đẹp. Rất là tuyệt vời. Các bạn vớt ra thì các bạn cho luôn vào cái bát dầu hành này thì nó sẽ không bị dính vào nhau. Chúng ta bày ra đĩa và chúng ta ăn kèm với cả nước mắm ớt. Người Huế thì họ chỉ cần ăn nước mắm nguyên chất và cắt vài lá ớt vào thôi. Nhưng mà người miền Bắc rất là thích ăn với cả nước mắm chua ngọt thì các bạn cũng có thể pha nước mắm chua ngọt. Các bạn ăn kèm với cả rau sống, rau thơm mà các bạn thích nhé. Và đây là phần bột lọc nhân tôm đã xong. Và ở đây mình cũng có mấy cái bánh bột lọc nhân thịt nữa. Và ở đây mình sẽ phải thêm là mấy lát ớt nữa cho nó có màu sắc đẹp mắt. Và như vậy bánh bột lọc nhân tôm thịt ngày hôm nay đã xong. Bánh rất là ngon, rất là dai, và cái màu bột rất là trong, và cũng như là tôm rất là đẹp. Rất đơn giản để làm tại nhà theo công thức này của mình nhé. Chúc các bạn thành công với món bánh bột lọc nhân tôm ngày hôm nay của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.